Xin các bạn rất là vui được gặp lại các bạn trong gian bếp của nhà mình nha. Bếp nhà chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn keto, low carb hay là DASH nha các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để thực hiện thực đơn keto, low carb hay là DASH cho ngày thứ 3. Và bữa sáng của ngày thứ 3 thì chúng ta sẽ gồm có là một ly cà phê sữa. Ở đây thì mình sẽ cho là một muỗng cà phê. Hai muỗng cà phê coffee mate. Chúng ta sẽ cho là 3 muỗng cà phê đường lai hán quả. Chúng ta cho vào đây là 50ml nước sôi. Chúng ta sẽ quậy cho tan đều bột cà phê này, coffee mate và đường cho hòa tan với nhau nha các bạn. Kế đến thì mình sẽ cho là 200ml sữa hạnh nhân. Đây là loại hạt hạnh nhân, sữa hạt hạnh nhân không đường nha các bạn. Các bạn có thể thay bằng nước cốt dừa hay là sữa đậu nành cũng được nha các bạn. Đây là bữa ăn sáng của chúng ta, một cái bánh muffin brownie các bạn và 6 đến 7 trái dâu. Thế là chúng ta đã có năng lượng cho một bữa sáng ăn kiêng rồi nha các bạn. Sau khi ăn bữa sáng này mình cảm thấy là cũng tràn đầy năng lượng, cũng không có bị đói trong giữa các bữa ăn nha các bạn. Và đây là bữa trưa của chúng ta. Và hôm nay bữa trưa chúng ta sẽ ăn là phở đuôi bò bò viên. Bò viên này là mình tự làm ở nhà luôn nha các bạn. Và mình sử dụng là đường ăn kiêng nha, không tinh bột, hoàn toàn không bỏ bột và bỏ đường ăn kiêng luôn nha các bạn. Và cái món phở này thì mình cũng đã có hướng dẫn video rồi, có gì mình sẽ bỏ cái link phía dưới nha, các bạn có thể coi cách hướng dẫn nấu phở nha. Đây là cái phần phở là cho hai vợ chồng mình cho bữa ăn sáng. Rau để chuẩn bị ăn cùng với phở nha các bạn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại bún shirataki. Cái loại bún này cái trọng lượng nó là 397g. Và một gói chúng ta có thể chia ra làm từ 3 đến 4 tô nha các bạn. Và ở đây hôm nay thì mình sẽ sử dụng 1/3 gói bún này để chuẩn bị một tô phở chất lượng cho ông xã của mình nha các bạn. Thì ông xã của mình không có còn ăn keto nữa các bạn, nhưng mà cũng vẫn ủng hộ những cái món ăn kiêng của mình nấu nha. Thật sự là mình nêm nếm sử dụng gia vị cho cả gia đình thì bằng đường lai hán quả hết nha các bạn.
cho một ít hành lá này, ngò này. Chúng ta sẽ cho củ hành cắt lát. Thế là chúng ta đã hoàn thành một bữa ăn sáng keto cho gia đình của chúng ta luôn nha các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức với hai vợ chồng mình nhé. Một bữa trưa cũng tràn đầy năng lượng nha các bạn. Thật sự những cái thực đơn này mình ăn, mình trải nghiệm, mình không có thấy bị đói trong giữa bữa nha các bạn. Chỉ có điều là hơi thèm vặt, thèm ngọt một chút xíu thôi các bạn. Và đây là bữa ăn chiều của chúng ta đây các bạn. Và hôm nay bữa ăn chiều của chúng ta thì sẽ có là tôm bọc bacon, hay là mình gọi là tôm bọc thịt lợn muối đi nha các bạn ha. Và ở đây thì chúng ta có nguyên liệu là tôm và thịt lợn muối. Bữa ăn chiều này mình chuẩn bị cho cả gia đình, thì mình làm là độ khoảng là 20 con tôm. Và bây giờ cái thịt lợn muối thì mình cắt đôi như thế này nè các bạn. Nó có cái chiều dài như thế này. Và chúng ta sẽ cắt đôi và chúng ta sẽ sử dụng nửa miếng thịt lợn muối để cuộn cho một con tôm nha các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu cuộn nha các bạn. Chúng ta sẽ quấn. Chúng ta sẽ lần lượt quấn thịt lợn muối hết các số tôm của mình. Cái món này mình học của một cái bạn nào đó cách đây 9 năm ở bên, lúc mà ở bên web trẻ thơ đó các bạn. Một món ăn rất là ngon các bạn ơi. Chúng ta sẽ cho vào chảo, chúng ta chiên. Chiên đến khi nào mà vàng một mặt rồi thì chúng ta sẽ trở qua mặt bên đây nha. Chúng ta chiên tiếp tục cho thịt lợn muối của chúng ta được vàng đều, và tôm của chúng ta cũng đã chín ở bên trong đó các bạn. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong món ăn tôm bọc thịt lợn muối nha các bạn. Và đây là bữa ăn chiều của chúng ta. Chúng ta sẽ cho một sốt một chút xíu menginay lên để cho cái hương vị của chúng ta nó ngon hơn nha các bạn. Chúng ta cho một xíu tương ớt lên. Thật là hấp dẫn phải không các bạn? Thế là chúng ta đã hoàn thành xong một bữa ăn chiều cho việc ăn kiêng của chúng ta. Và đây là bữa ăn chiều của con trai mình đây. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, nếu các bạn chưa đăng ký thì các bạn vui lòng nhấn đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong thực đơn ngày thứ tư. Tạm biệt các bạn nha.